Quý vị trong giây phút này, một tràng pháo tay thật là lớn cho hai nghệ sĩ làm việc cực nhọc nhất trong buổi tối hôm nay. Ca sĩ xin hát vài bài thôi chứ âm nhạc và đã nguyên đêm đó quý vị ơi. Một tay lớn nha, đừng không ạ, cảm ơn. Yeah. Giờ thử nha. Quý vị bên nào muốn thử trước? Bên phải hay bên? Bên phải của Như Lan hay là bên trái của Như Lan? Bên này đi ha. Ôi giời ơi, anh Hùng. Dòng sông cũ vẫn trôi, cô đơn em ngồi nơi đây, và em đã bước đi không còn quay về. Đi đâu quý vị? Bao năm đi về. Đi đâu? Vừa nãy em đang hát cái gì hả? Đó, bây giờ thử lại nha. Mình em vẫn giá băng. Từ từ thôi em, từ từ thôi em. Dạ. Bao năm đi về. Hello.
anh nghe anh Ba Mùa nói không được cười để trẻ phải không? Anh ơi có thể nào đời buồn khi là sống bên nhau, xa nhau nhưng trong lòng I still love you. Xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn nhớ Budapest. Cho nên là Như Lan hy vọng là quý vị, mặc dù là đây là đại nhạc hội, quý vị ngồi thôi, nhưng mà lúc nào mình cũng phải cười tươi và nhảy đồng là chuyện quan trọng lắm, phải không quý vị? Coi như là quý vị hôm nay không được nhảy, nhưng mà quý vị về xem video nhảy nha quý vị, được không ạ? Tát mồ hôi ra ngủ mới ngon. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý vị rất nhiều, và lần đầu tiên Như Lan được bước chân sân khấu của thành phố Budapest, một niềm rất là vinh hạnh, và những tràng vỗ tay thật là nồng nhiệt của tất cả quý vị đã làm rất là ấm lòng cho Như Lan. Mặc dù ngoài trời 20 mấy độ, mà bây giờ trên đây là chắc 40 mấy độ rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you so much.